Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Sau bao ngày hóng thì cuối cùng mình đã mượn được ở đây một chiếc Samsung Galaxy A80 và sử dụng trong vòng 2 ngày. Và sau đây thì mình sẽ có một video chia sẻ với các bạn về những thứ mà mình cảm nhận được trên chiếc Samsung Galaxy A80 này sau 2 ngày mà mình sử dụng, để xem rằng là với phân khúc 15 triệu thì nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm là như thế nào. Đầu tiên là về thiết kế cũng như là cảm giác cầm nắm đi, thì với Samsung Galaxy A80 khi mà nó nằm ở một khúc cao hơn, đấy là khoảng 15 triệu, thì cái chiếc máy này nó đã được hoàn thiện bằng những chất liệu cao cấp hơn so với thế hệ Samsung Galaxy A50 cũng như A70. Đó là chúng ta sẽ có khung viền kim loại, hai mặt kính trước sau chứ không còn là cái phần viền nhựa cũng như là nắp nhựa giả kính nữa. Và ngoài ra thì đây, mặt kính chúng ta sẽ có một màu trắng thuần, nó sẽ không có khả năng đổi màu giống như hai sản phẩm kia. Thế nên rằng là với những anh em mà yêu cầu muốn có một chiếc máy có thể là đổi màu các thứ theo hiệu ứng và góc nhìn thì cái chiếc máy này nó sẽ không có được trên phiên bản màu trắng và cũng như một số màu khác. Còn về cảm giác cầm nắm thì tuy rằng cái chiếc Samsung Galaxy A80 này nó cũng có mặt lưng được bo cong và phần khung viền cũng hơi cong một chút để cho các bạn có cảm giác cầm nắm nó dễ chịu hơn, nhưng do cái chiếc máy này là một trong những cái chiếc máy có kích thước màn hình rất lớn đến từ nhà Samsung 6.7 inch, thế nên nó rất kén bàn tay người dùng. Nếu như các bạn là một người có lòng bàn tay lớn thì các bạn có thể cầm nắm chiếc máy này sử dụng một cách rất là dễ dàng. Còn nếu như các bạn có bàn tay hơi nhỏ bé một chút thì việc cầm chiếc máy này ở trên tay rõ ràng nó là một điều rất là khó khăn. Bởi vì mình là một trong những người có bàn tay khá to, khi mà mình cầm những chiếc kiểu S10, S10 cộng ấy thì mình cầm khá là dễ dàng, nhưng khi mà cầm chiếc máy này thì mình đã có một cảm giác đấy là cái bàn tay của mình nó bị căng ra một chút. Thì đây là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn chuẩn bị chọn mua cái chiếc Samsung Galaxy A80 này. Còn lại về cái thiết kế ngoại hình thì mình không đánh giá gì thêm nữa rồi. Thiết kế rất là trau chuốt và cũng như chúng ta sẽ có một phần cụm camera nó nằm tách biệt hoàn toàn so với mảng bên dưới. Có một cái điểm nữa, đấy là với cái phần màu sắc ở trên phần cụm camera này thì cái phần tách ra ở cụm camera, cái màu sắc của nó có vẻ như là không được đồng bộ cho lắm so với phần bên dưới, khi mà nó sẽ hơi bị đục. Nên nếu như bạn nào muốn có một sự đồng bộ ở phần mặt lưng thì tốt nhất các bạn hãy lựa chọn cho mình cái phiên bản màu khác, bởi vì màu trắng này thì như mình đã chia sẻ rồi đấy. Quay ra với phần mặt trước đi, thì với phân khúc 15 triệu chúng ta cũng sẽ có một cái tấm nền xịn sò, đấy là Super AMOLED với độ phân giải là Full HD Plus. Tỷ lệ màn hình thì nó sẽ có là 20:9 và chúng ta sẽ có kích thước 6.7 inch như mình đã chia sẻ ban đầu rồi. Thì với chiếc máy này về chất lượng hiển thị nó quá ngon rồi, mình không cần phải chia sẻ thêm. Và điểm chung của những chiếc máy ở phân khúc tầm giá 15 triệu đổ xuống thì thường chúng ta sẽ chỉ có màn hình với độ phân giải là Full HD Plus mà thôi, nên là mình cũng không có thêm điều gì phàn nàn về cái màn hình của chiếc máy này cả. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có vân tay bên dưới màn hình và mình cảm giác rằng là cái vân tay này nó đã có sự thay đổi so với cái thế hệ A70 và A50, giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm khi mà mở khóa nó nhanh hơn. Thì đây mình cũng sẽ demo thử lên cho các bạn. Mình để chưa rồi. Khi mà mình để chúng, đó các bạn thấy không ạ? Mình mở màn hình sẵn lên nhá, để cho nó dễ này. Đó, nó đã nhanh hơn và cái độ chính xác của nó cũng đã cao hơn, để cho các bạn đỡ bị gặp cái tình trạng là không nhận đúng vân tay trong cái quá trình sử dụng. Từ đó thì các bạn có thể mở khóa vân tay một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra thì với chiếc máy này, nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một thứ hay ho ở trên phần cụm camera, khi mà nó sẽ có camera pop up ở đây với cảm biến camera chính lên tới là 48 megapixel. Và khác với những cái chiếc máy khác thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có nguyên cả một mảng camera nó thò lên và camera nó sẽ lật xoáy kiểu ngược lại ấy. Các bạn có thể tưởng tượng nó giống như kiểu cái cụm camera của chiếc Oppo N1 trước đây mà chúng ta đã thấy. Nhưng thay vì là cái cụm camera nó nằm trình hình ở bên trên cái mặt trước và khi các bạn muốn dùng thì xoay, hoặc là đến đời N3 chúng ta sẽ có thêm điều khiển để cho nó tự lật, thì cái chiếc máy này nó đã dạng bóp bắp thò lên thụt xuống. Khi chúng ta đổi ra đằng sau này thì nó sẽ thụt xuống và nó nằm gọn gàng ở trên phần mặt lưng như thế này. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta đã có một cái sự thích thú hơn khi mà sử dụng cái camera trên sản phẩm này. Và cái chất lượng bức hình khi mà chúng ta chụp ảnh ở điều kiện đầy đủ sáng thì nó nên rất ngon, màu sắc tươi tắn và cũng như chi tiết mang lại tốt. Thế nhưng khi mà cái cụm camera này mình mang test ở điều kiện chụp thiếu sáng thì nó vẫn hơi bị buồn, bởi vì chi tiết bệt lại một cách rõ rệt. Và nếu như so sánh cái chất lượng chụp hình từ cái camera này với cái camera của chiếc Samsung Galaxy S10e thì mình cảm giác rằng camera của S10e vẫn làm tốt hơn. Thế nên nó sẽ là một cái vấn đề khiến cho nhiều bạn phân vân và đắn đo. Ồ, tầm giá 15 triệu này gần mua được S10e rồi, có lẽ mình mua S10e. Cái thứ hai nữa, đấy là với những bạn mà muốn có một chiếc máy kiểu ăn chắc mặc bền một tí thì họ sẽ lựa chọn chiếc S10e. Bởi vì là có thể là các bạn ấy sẽ hơi quan ngại ở vấn đề là camera xoay lật, thì không biết là tuổi thọ của nó như thế nào và dùng bao giờ nó bị hỏng. Dẫu biết là hãng cũng đã có những cái thông số về số lần xoay lật của camera, nhưng mà đồ điện tử mà, chúng ta cũng sẽ không thể nói được cái điều gì cả.
Nhưng mà bỏ qua cái vấn đề đó thì rõ ràng chúng ta đã có một cái cụm camera, nó có một cái cơ chế xoay lật và nó thò thụt lên một cách rất là hay ho. Ngoài ra thì với cụm camera của cái chiếc Samsung Galaxy A80 thì cái camera sau có những tính năng gì thì camera trước nó cũng sẽ có những cái tính năng y chang là như vậy, bởi vì thực chất nó dùng chung một cụm camera. Chúng ta sẽ có chụp ảnh lấy nét động này, và với selfie bằng camera 48 megapixel thì cứ gọi là thôi rồi, các bạn thấy không ạ? Nó nét một cách kinh khủng tởm, và khi mà mình chụp này xoẹt. Và cũng như là chúng ta cũng sẽ có thêm cái tính năng đấy là lấy nét video, lấy nét động, bởi vì nó sẽ được hỗ trợ camera TOF và chúng ta cũng sẽ có đèn laser hỗ trợ. Thế nên mình có thể nói rằng là nếu như anh em nào muốn có một chiếc máy nó độc lạ một tí về phần camera, muốn có những tính năng mới lạ mà gần như là mới chỉ xuất hiện trên chiếc Samsung Galaxy S10 5G thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc Samsung Galaxy A80. Thế nhưng sẽ có một cái vấn đề nữa, đấy là về độ an toàn của cái cụm camera trên chiếc Samsung Galaxy A80 khi mà chúng ta nhỡ tay làm rơi ạ. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ nhé. Khi mà mình tung hứng cái chiếc máy này lên và xuống thì cụm camera nó chỉ rụt xuống một tí, sau đó nó lại đẩy lên lại, chứ nó không rụt hoàn toàn xuống. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó chỉ tụt xuống một tí, sau đó nó lại tụt lên. Như vậy khi mà các bạn nhớ tay làm rơi nó xuống một cái độ cao nhất định thì nếu như nó không tụt xuống hoàn toàn thì tất nhiên nó sẽ bị đập xuống và nó sẽ khiến cho cái camera này có thể bị hư hỏng. Mình đã thử test luôn ở trong cái điều kiện đấy là mình làm rơi xuống giường rồi. Khi rơi xuống giường, chiếc máy này vẫn thụt xuống một nửa và sau đó đẩy lên. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy nó vẫn chưa ok ở cái phần tối ưu hóa phần mềm để đảm bảo an toàn cho cụm camera này. Và khi mình so sánh ở cùng một cái điều kiện với chiếc Oppo Reno thì chiếc Oppo Reno nó tụt camera lại hoàn toàn, và khi nào chúng ta bấm kích hoạt thì nó mới lại tự động đẩy lên. Thì đấy là cái điểm mà mình muốn Samsung sẽ cải thiện cho cái cụm camera thò thụt của chiếc Samsung Galaxy A80 này trong những cái phiên bản cập nhật phần mềm tiếp theo. Kế đến thì chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng. Thì với cái chiếc Samsung Galaxy A80 này, các bạn đã biết nó sẽ được sử dụng con chip là Snapdragon 730. Chúng ta sẽ có 6GB và 128GB nhớ trong. Ở đây thì mình đã chấm thử điểm AnTuTu thì mình có thể đạt được là 205.352 điểm. Trong đó chúng ta sẽ có 63.000 điểm GPU và chúng ta có 82.000 điểm CPU. Với số điểm này khi mà mình so sánh với một số con chip đến từ nhà Snapdragon thì nó khá là xem và nó tương đồng với con chip là Snapdragon 835. Thế nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng và cũng như là không cần phải phàn nàn gì nhiều về cái hiệu năng của nó mang lại. Mình cũng đã chơi thử một số tựa game như là PUBG Mobile cũng như là Lego Mobile và cái tựa game Modern Combat trên cái chiếc máy này, thì cái độ ổn định FPS của chiếc máy mang lại rất là tuyệt vời. Khi mà mình chơi 2-3 trận ở trong cái tựa game PUBG Mobile và mình mở max setting lên, hiện tượng rượt và lag hoàn toàn là không xảy đến trên cái chiếc Samsung Galaxy A80. Vậy nên là các bạn cũng không có gì phải đắn đo ở cái phần hiệu năng con chip này. Chủ yếu là đến từ cái suy nghĩ của các bạn, đấy là ở phân khúc tầm giá 15 triệu này chúng ta có thể mua được những chiếc máy khác đến từ thị trường Trung Quốc chạy con chip là Snapdragon 845 hoặc là thậm chí là 855, chứ không thể nào mà bỏ một số tiền ra mua một chiếc máy đến từ nhà Samsung và chạy một cái chip đầu 7 được. Các bạn suy nghĩ như thế là hơi lệch lạc. Theo mình thì cái con chip Snapdragon 730 trên chiếc máy này đã là ổn để cho các bạn có thể trải nghiệm rồi. Nhưng mà thực chất thì mức giá 15 triệu cũng là hơi cao quá, mình thấy cũng là hơi cao quá. Nếu như Samsung có một cái chương trình gì đó để giúp cho các bạn có thể mua chiếc máy này với phân khúc giá rẻ hơn, ví dụ kiểu là 12 triệu hay là 11 triệu, thì mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chiếc Samsung Galaxy A80. Đến với phần pin đi, thì với chiếc Samsung Galaxy A80 này mình có thể sử dụng nó thoải mái trong vòng một ngày với những tác vụ kiểu là chơi game PUBG Mobile, Liên Quân cũng như là check YouTube. Và tất nhiên đối với những bạn có nhịp độ sử dụng ít hơn thì chúng ta cũng sẽ có cái khoảng thời gian sử dụng lâu dài hơn, có thể là đến 1 ngày rưỡi, 2 ngày chẳng hạn, với những tác vụ kiểu là chỉ để nghe gọi, check YouTube, xem Facebook các thứ thôi. Nói chung là pin của Samsung Galaxy A80 thì chúng ta sẽ không có điều gì phàn nàn. Tổng quát lại thì với Samsung Galaxy A80 nó sẽ phù hợp với những bạn có tay to, với những bạn muốn có một chiếc máy camera nó phải độc đáo một chút, thò thụt và cũng như xoay lật, và cũng như là chúng ta có những tính năng hay ho ở trong phần camera như là quay video lấy nét động, hay chúng ta có một cái chất lượng selfie nó phải thật là nét. Và đặc biệt đấy là các bạn không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những cái tác động như kiểu là 15 triệu phải mua những chiếc máy có chip Snapdragon 855 chứ mua 730 làm gì. Và chốt lại đấy là nó sẽ phù hợp với những bạn là fan của Samsung. Và các bạn thấy sao về Samsung Galaxy A80 thông qua cái video đánh giá của mình? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.